ngày 17 tháng 3 tại Hà Nội, hưởng ứng lễ phát động toàn dân ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, Vietinbank đã trao số tiền ủng hộ 10 tỷ đồng để chung tay cùng cả nước chống dịch COVID-19. Lễ phát động được truyền trực tuyến từ điểm cầu Trung ương tới 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trên cả nước. Dự buổi lễ tại điểm cầu Trung ương có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cùng đại diện các bộ ban ngành, các tổ chức chính trị, xã hội. Mở đầu buổi lễ, đồng chí Trần Thanh Mẫn thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước với tình cảm sâu sắc và trách nhiệm của mình hãy tích cực tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện cho Vietinbank, đồng chí Lê Đức Thọ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã trao biển tượng trưng số tiền ủng hộ 10 tỷ đồng trực tiếp tại buổi lễ. Đây là việc làm thể hiện trách nhiệm của tập thể cán bộ, nhân viên Vietinbank nhằm chung tay với chính phủ, các bộ, ban ngành đối phó với đại dịch toàn cầu COVID-19. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã khen ngợi tinh thần ủng hộ nhiệt tình của các ngân hàng, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân. Thủ tướng cho rằng, những lúc khó khăn nhất, gai góc nhất là dịp để mỗi người chúng ta thể hiện bản sắc của tinh thần dân tộc, tô điểm cho bản lĩnh, khí chất của con người Việt Nam. Cùng với Vietinbank, các ngân hàng và doanh nghiệp cũng đã tích cực tham gia ủng hộ với tổng số tiền theo công bố của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là 235 tỷ đồng. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.